Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài học hóa sinh lâm sàng bệnh gan mật trong môn học hóa sinh lâm sàng. Một cái bài học thứ là chúng ta sẽ trình bày lại giải phẫu vụ gan. Thứ hai là trình bày được cái chức năng của gan, ví dụ là chức năng chuyển hóa carbohydrate, protein, lipid, trình bày được cơ chế giải phẫu gan. Và mục tiêu thứ tư là phân tích được các xét nghiệm đánh giá chức năng gan, và thứ năm là phân tích được các tình huống lâm sàng. Tương ứng chúng ta sẽ có các nội dung, thứ nhất là giải phẫu gan, thứ hai là chức năng gan, và thứ ba là các xét nghiệm đánh giá chức năng gan. Đầu tiên là về giải phẫu gan, thì gan là cái cơ quan lớn nhất thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể, ví dụ như là chức năng tổng hợp, chuyển hóa, bài tiết và tự động. Thì gan là chức năng cơ quan lớn nhất, có trọng lượng là đến 1,5 kg, và là cơ quan duy nhất có thể được tái tạo và phục hồi trong các cái trường hợp tổn thương cấp. Thì giải phẫu gan thì thường nó sẽ có hai loại tế bào, là tế bào nhu mô gan chiếm khoảng 80% thể tích và có chức năng là thực hiện chức năng chuyển hóa, và thứ hai là tế bào Kupffer có chức năng là đại thực bào tiêu diệt vi khuẩn mạnh vỡ tế bào và các cái độc tố. Thì anh chị thấy là gan là một cái tế bào mà cơ quan mà nó giàu các cái hệ thống mạch máu, thì các cái tĩnh mạch và động mạch ở đây thì nó sẽ chia gan thành 8 cái phân thùy ha, như trên cái slide này. Thì các cái hệ thống mạch máu ở gan gồm có hai nguồn, đó là động mạch và tĩnh mạch. Thì đây chị thấy ha, động mạch gan. Động mạch gan thì nó sẽ mang máu từ tim, mang máu từ tim đến gan, và nó sẽ cung cấp khoảng 25% lượng máu cho gan. Trong khi đó cái tĩnh mạch, cái hệ thống thứ hai là cái tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa là đây chị, tĩnh mạch cửa thì nó sẽ cung cấp máu cho gan từ cái hệ tiêu hóa từ ruột, và nó sẽ mang đến gan khoảng 75% lượng máu cho gan. Trung bình thì mỗi phút có khoảng 1 lít sợi máu ở gan. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về cái hệ thống đường mật ở gan. Thì cái hệ thống đường mật này nó bắt nguồn từ các cái máu quạng mật ha. Máu quạng mật nó nằm ở khoảng gian bào giữa các cái tế bào gan, thì từ đây nó sẽ tập hợp với sản phẩm bài tiết của gan đổ vào cái ống gan phải ha, ống gan phải và ống gan trái, sau đó nó sẽ tập hợp ở cái ống gan chung ở đây ha, ống gan chung. Tiếp theo là ống mật chủ, ống mật chủ này, ống mật chủ ha, và một phần nhỏ thì nó sẽ được dự trữ ở trong túi mật, một phần nó sẽ được dự trữ trong túi mật, và phần còn lại thì nó sẽ được vào bài tiết vào trong tá tràng. Thì gan là một cái cơ quan rất là quan trọng thực hiện nhiều chức năng, ví dụ như chức năng chuyển hóa đường, chuyển hóa lipid, chuyển hóa protein, rồi chức năng tổng hợp ha, và chức năng giải độc, chức năng dự trữ, ví dụ dự trữ B12, vitamin A, rồi chức năng bài tiết, bài tiết axit mật, muối mật và bài tiết bilirubin. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chức năng chuyển hóa carbohydrate. Thì gan là một cái kho dự trữ glucô dưới dạng là glycogen. Thì gan có thể tổng hợp glycogen từ gluco hoặc là các cái đường khác, ví dụ như là fructo hoặc là các sản phẩm trong da, ví dụ như là các pyruvate acetylcholine A, thông qua cái quá trình tân tạo tự tạo được. Gan có thể thụy phân glycogen tạo thành gluco 6 phosphate, và sau đó nó sẽ tạo thành gluco nhờ cái men gluco 6 phosphatase. Thì anh chị làm quen với một số cái thuật ngữ liên quan quá trình điều hòa đường huyết ở gan thông qua quá trình, ví dụ như là glycogenesis là quá trình tổng hợp glycogen từ gluco, hoặc là glycogenolysis là quá trình thụy phân glycogen, hoặc là glycolysis là đường phân, hoặc là gluconeogenesis là cái quá trình tân tạo đường từ các cái sản phẩm trong gan, ví dụ acid lactic hoặc acid pyruvic. Slide này tương tự ha, chị đọc thêm. Và chức năng quan trọng thứ hai của trong cái chuyển hóa đó là chuyển hóa protein. Thì gan nó, anh chị thấy ở đây là gan nó sẽ tổng hợp ha, và tổng hợp các cái protein, ví dụ như là tổng hợp albumin, tổng hợp globulin, và tổng hợp các cái yếu tố đông máu ha, các yếu tố đông máu, rồi
gan còn chứa những cái men ACT nó sẽ tham gia quá trình thoái hóa acetamin, tham gia quá trình thoái hóa acetamin, rồi gan tự động bằng cách là tổng hợp ure từ nhận ra, đó là cái sản phẩm thoái hóa của acetamin, rồi gan sẽ thoái hóa hemoglobin để tạo thành các cái bilirubin tự do. Về chuyển hóa lipid thì cái sản phẩm cuối cùng của chuyển hóa lipid là acetyl coenzyme. Thì acetyl coenzyme này một phần á, thì nó sẽ tham gia một chương trình citric để cung cấp năng lượng cho gan. Phần còn lại nó sẽ tham gia vào tổng hợp cholesterol và axit mỡ. Ngoài ra nó còn tổng hợp cetone là một cái dạng vận chuyển acetyl coenzyme trong máu để đến các tổ chức. Ở ruột thì thường nó sẽ hấp thu lipid dưới dạng là glycerol axit béo, và khi đến gan thì nó sẽ tổng hợp đến gan thì nó sẽ tổng hợp thành các cái lipid trung tính cholesterol phospholipid để vận chuyển ra khỏi gan. Trong các cái loại protein thì gan nó sẽ tổng hợp toàn bộ albumin và nó chỉ tổng hợp một phần globulin. Do đó khi mà suy giảm chức năng gan thì albumin giảm, globulin cũng giảm, nhưng mà cái tỷ lệ albumin trên globulin này nó sẽ giảm do cái lượng albumin nó sẽ tổng hợp nhiều hơn. Ngoài ra thì gan còn tổng hợp các yếu tố trong máu, ví dụ như yếu tố 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11. Do đó khi mà suy giảm chức năng gan thì sẽ rối loạn chức năng trong máu. Chức năng giải độc thì gan nó sẽ thực hiện giải độc thông qua hai cái phản ứng chuyển hóa ở gan là pha một và pha hai ha, nhờ các cái hệ thống men gan. Tiếp theo là chức năng bài tiết nha, sản phẩm thì ở gan nó sẽ sản xuất mật liên tục khoảng 3 lít một ngày, nó dự trữ trong túi mật ha, và một phần sẽ bài tiết mật tán tràng khoảng 1 lít. Thì cái thành phần của mật, thành phần của mật thì nó sẽ gồm có các axit mật này, gồm có các axit mật ha, muối mật và cholesterol và sắt cấu mật. Thì cái axit mật á là nó là sản phẩm ứng thoái hóa cuối cùng của cholesterol, thì gồm có các axit mật chính yếu như là có ba axit mật chính yếu là acid folic, axit deoxycholic, hoặc là axit lipocholic. Đây là cái ba axit mật chính yếu. Thì các axit mật này nó không được bài tiết tự do mà thường nó sẽ liên hợp với lại lysine taurine, liên hợp với lysine taurine, hoặc là nó sẽ liên kết với natri kali để tạo thành dính mật. Còn sắt cấu mật là gì? Thì sắt cấu mật là cái sản phẩm thoái hóa cuối cùng của hemoglobin, nó gồm có bilirubin tự do, bilirubin liên hợp, xin lỗi, gồm có bilirubin liên hợp và bilirubin. Nó chính là sắt cấu mật. Đây là cái quá trình chuyển hóa của bilirubin. Vai trò của mật thì các chị có thể đọc thêm trong slide này.